Thầy uống nước axit. Vào khoảng cuối năm Canh Thìn, nhà cầm quyền Pháp dời Đức Thầy đến nhà thương chợ quán. Chúng ác tâm muốn ám hại Đức Thầy bằng cách ném đá giấu tay. Một hôm, thên quan ba Pháp kêu bác sĩ Trần Văn Tâm mà trao ly nước axit, bảo cho Đức Thầy uống. Ông Tâm tiếp ly nước axit, đến gần Đức Thầy, rồi nhìn ly thuốc độc ấy, có vẻ buồn vô hạn. Ông dự hiểu là không một ai có thể uống 1/10 của ly thuốc này mà sống được, nên ông không nỡ xuống tay, nhưng cũng không có cách nào cãi lệnh của kẻ cương quyền. Đức Thầy muốn cởi trói sự khổ tâm đó của ông Tâm, liền tươi cười bảo: "Ông đem thuốc bổ cho tôi uống đấy à? Được, cứ đưa tôi uống." Vừa nói, Ngài đưa tay tiếp nhận ly axit, ông Tâm miễn cưỡng đưa cho Thầy, với một nỗi đau khổ hiện ra nét mặt. Uống xong, Đức Thầy nằm ngủ một giấc, đứng dậy nhìn ông Tâm và cười nói: "Bác sĩ cho tôi uống thuốc bổ khi nãy, thấy trong mình tôi khỏe quá." Ông Tâm rất đổi ngạc nhiên và kính phục Ngài vô cùng, thật ngoài sức tưởng tượng của nhà khoa học. Còn đang miên man suy nghĩ thì Đức Thầy kêu ông Tâm nói tiếp: "Bác sĩ, ông đi trị bệnh cho người ta, chớ vợ của ông ở nhà đang mắc bệnh nan y, chẳng những ông không trị được mà các bác sĩ khác cũng đều bó tay. Thế nên tôi không nỡ uống hết, mà còn chưa lại 1/4 đây. Ông cứ đem về cho vợ ông uống thì mạnh liền, chứ không sao đâu." Vì quá khâm phục Đức Thầy, ông Tâm liền tiếp nhận ly nước axit đem về. Đứng bên cạnh giường bệnh của vợ, ông gọi: "Bà ơi, ngủ thức." Với giọng nói yếu ớt, mệt nhọc, bà Tâm trả lời: "Thức. Thuốc đây, bà uống đi." Bà Tâm vừa đưa tay nhận thì ông Tâm giật lại, với giọng nghẹn ngào, ông nói: "Bà ơi, giữa tình nghĩa vợ chồng, từ khi bà lâm bệnh đến nay, tôi cũng hết lòng lo chạy chữa, nhưng kết quả chỉ thất vọng mà thôi. Hôm nay tôi đi làm việc, vừa chứng kiến cảnh kỳ lạ. Bà biết ly này là ly gì không?" Không đợi bà trả lời, ông nói: "Đó là ly nước axit." Bà Tâm lặng lẽ nhìn ông để chờ nghe rõ câu chuyện. Ngừng một lúc, ông tiếp: "Bà biết không, hồi sáng nay á, tên quan ba Pháp đưa ly nước axit, bảo tôi phải cho ông Đạo ở tỉnh Châu Đốc, thôn Hòa Hảo, phải uống mà chúng bảo là bệnh thần kinh. Nhưng theo dõi ông thì tôi không thấy ông bệnh chút nào cả, chỉ thấy ông có một phong độ khả kính, những nét thông minh và sắc thái vượt hẳn người thường. Ngoài những điểm ấy, ông lại làm nhiều việc, tôi nghĩ không phải là hạng phàm tình. Bà biết không, khi ông uống nước axit vô, chẳng những ông không chết như kẻ khác, còn cho là bổ khỏe. Và biết ở nhà bà bị bệnh nan y, bảo tôi đem về cho bà uống sẽ hết." Nhìn vợ, ông bác sĩ tiếp: "Ai cũng biết thứ này là thứ giết người, nhưng bệnh của bà thì tôi thấy không thể sống được, nên tôi muốn cho bà uống. May ra trời Phật nhỏ phước cho bà hết bệnh thì hạnh phúc biết bao. Vì tôi tin rằng ông Đạo ấy là bậc tiên Phật, thị hiện để cứu khổ cho gia đình mình. Tuy nhiên, cầm ly thuốc độc đưa cho bà, tôi thấy lòng còn lo sợ. Vậy theo ý bà thì sao? Cho tôi biết chứ." Bà Tâm tỏ vẻ vui tươi: "Nếu vậy ông cứ đưa tôi uống đi. Có lẽ trời Phật ban phước cho gia đình ta, tôi uống ly thuốc này có chết cũng vui. Chứ ông nghĩ coi, sống làm chi để kéo dài sự đau khổ cho thân mình, luôn cả chồng con, thà uống. Theo tôi thấy đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, nếu có chết linh hồn cũng được an vui." Nói xong, bà Tâm tiếp lấy ly thuốc đưa lên trán khấn nguyện rồi uống vào. Trong khi ông Tâm nhìn vợ có vẻ bồi hồi lo sợ, một lát sau ông hỏi vợ: "Có gì lạ không bà?" Bà Tâm nói:
Thầy khỏe lắm, bệnh của tôi giảm nhiều rồi. Ông Tâm mừng rỡ vô hồi. Rồi sau bà Tâm hoàn toàn lành bệnh hẳn, thuật theo lời ông Lê Văn Phú, lời phụ chú của nhóm kết tập về việc Đức Thầy uống nước axit. Có một vài người chứng kiến và xác nhận đó là con ông thầy thuốc Tâm đang cư ngụ tại Pháp Quốc và cháu ngoại cô Ba Bắc. Cô Ba Bắc là người đã chăm sóc cho bà thầy thuốc Tâm trong lúc bà đang bệnh. Còn ông thầy thuốc Tâm và cháu ngoại cô Ba Bắc có đến hội quán miền Nam California xác nhận việc Đức Thầy uống nước axit. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.